À, với cỏ. Ai? Sao? Hôm nay vợ yêu đảm đang của anh tính cho anh ăn món gì? Hôm nay em có nấu món ăn yêu thích nè. Và đây là món em chuẩn bị đặc biệt riêng cho anh. Anh thấy sao? Không tồi chứ. Chắc là anh thích vai diễn này của em lắm. Nhưng đáng tiếc, chúng ta còn phải hạ màn rồi. Trúc Lan, câu chuyện về hai chúng ta cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình hạnh phúc, đó chỉ là một mình anh mơ tưởng thôi. Anh nghĩ là một đại tiểu thư như em thì phải xuống bếp nấu cơm, rửa chén cho anh hả? Anh đừng có mơ. Thật ra thì tôi chỉ muốn thử cảm giác của một bà nội trợ là như thế nào thôi. Em ra bệnh phát rác luôn hả anh? Sao mà kịp? Anh biết là rất là cực cho em. Nhưng mà bây giờ bên nhà đầu tư họ yêu cầu như vậy nên anh mới nhờ em đó. Gấp như vậy làm sao mà em giết nổi anh? Em nói nè, hay là anh kêu nhà đầu tư á cho em thêm vài ngày được không anh? Đi cho em thì được rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình làm ăn mà, phải có uy tín. Bây giờ mình cứ đi tới đi lui hoài á, người ta sẽ nói mình mất uy tín. Lúc đó người ta loại dự án mình ra luôn á, thì lúc đó là chết nữa à. Dạ, vậy thôi, để em ráng.